Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 24 giờ qua, quân đội nước này đã kiểm soát thêm một khu định cư của Ukraine ở khu vực Donetsk và đánh chìm ba tàu không người lái của Ukraine ở Biển Đen. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong tuần qua, lực lượng Nga đã kiểm soát các vị trí thuận lợi hơn và tấn công nhiều mục tiêu, bao gồm các cơ sở năng lượng và kho vũ khí của quân đội Ukraine. Quân đội Nga cũng bắn hạ tiêm kích MiG-29 và Su-25 của Ukraine, đánh chặn một số tên lửa, rocket và máy bay không người lái của Ukraine. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cùng ngày cho biết, trong 24 giờ qua, giữa quân đội hai nước đã xảy ra hàng chục cuộc giao tranh. Các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga trên nhiều hướng.